Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 6 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh tuyển trung thủy ngày Ất Dậu, tức chi khắc can, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm tuyển trung thủy kỷ tuổi kỷ mão đinh mão, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày dậu lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục, xung với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi kỷ mão đinh mão tân mùi tân sửu. Tuổi xung trong tháng: tuổi đinh hợi ất hợi đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt đức hợp tốt mọi việc, kỵ về tố tụng; sao Mạn đức tinh tốt mọi việc; sao Nguyệt giải tốt mọi việc; sao Yếu in hay còn gọi là sao Thiên Quý tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi; sao Tam hợp tốt mọi việc; sao Dân nhật thời đức tốt mọi việc; sao Sát cống đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa xấu về lập nhà, sao Đại Hao tự khí quan phú xấu mọi việc, sao Ngũ Quỷ kỵ về xuất hành, sao Chu Tước hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 6 tháng 6 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tý đang phải chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Chính vì vậy mà bản mệnh tuổi Tý cần phải hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc, có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện phía sau lưng bạn và gây trở ngại cho bạn trong công việc. Tuy nhiên với bạn tuổi Tý, bạn cần phải nghiêm túc với công việc mà mình đang làm, thì bạn cũng không nên quá lo lắng về những sai sót hoặc là thất bại. Với mọi người xung quanh đều hiểu được bạn là người như thế nào và chẳng ai lại tin tưởng những lời dối trá vô căn cứ cả. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho thấy đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, đầu tư có thể nhận được một mức lương dồi dào, xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt quãng thời gian vừa qua. Và đây cũng là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.
Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim hết sức cẩn thận khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy rối. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa hãy cố gắng làm việc hết mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ được tiền thưởng hoặc là phần thưởng nhờ vào việc chăm chỉ làm thêm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc không nên chi tiêu quá lãng phí, hãy có kế hoạch hơn trong việc chi tiêu. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 43, số 69, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên với bạn tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Bản mệnh tuổi Sửu là người có tài lãnh đạo bẩm sinh và đó chính là nguyên nhân giúp cho bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công, chinh phục được đỉnh cao. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn đứng trên cương vị lãnh đạo cao thì bạn cần phải trò chuyện, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, hãy quan tâm hơn tới nhân viên của mình, không nên độc đoán, chuyên quyền mà cần phải chú ý quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mọi người, từ đó có cách phân công nhiệm vụ sao cho hợp lý. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Sửu và người nhà vô cùng là hòa hợp. Cho dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình của mình. Và bạn biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình dù có bao nhiêu sóng gió xảy ra đi chăng nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim tạo được uy tín với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy quyết đoán hướng mọi người theo hướng đi đúng đắn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa cần phải trò chuyện, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ luôn quan tâm tới người thân, gia đình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc điềm tĩnh và chính chắn khi giải quyết công việc. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 65, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có chính tài độ mệnh, cho nên với bạn tuổi Dần, con đường tài lộc của bạn được rực sáng trong ngày hôm nay. Trong ngày này, đối với những bạn làm đầu tư, kinh doanh, buôn bán, bạn có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn, mang lại cho cửa hàng, doanh nghiệp của mình một khoản lợi nhuận khổng lồ. Và trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương, dù là ngày nghỉ, nhưng bạn vẫn làm thêm giờ và rất có thể sẽ được thưởng nóng vì những ý kiến đóng góp trước đó của bạn, mang lại tác động tích cực cho tập thể, cho đơn vị. Và từ giờ về sau, với bạn tuổi Dần, bạn cần phải mạnh dạn và tin tưởng hơn nữa vào khả năng của mình, bạn sẽ tăng tín nhanh chóng và trở thành một người rất đáng kính nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm của bạn và người nhà không có được sự yên bình, đôi bên có thể xảy ra xích mích, mâu thuẫn với nhau về một số vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bạn mệnh tuổi Dần hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ dưới một góc độ khác xem sao.
Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nhận được sự tôn trọng của mọi người. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa nhận được khoản tiền lợi nhuận khổng lồ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ được phụ trách nhiều công việc quan trọng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc dũng cảm bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim có thể vướng phải những mâu thuẫn, xích mích với nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 71, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, và dù bạn là người rất thông minh, nhạy bén, tuy nhiên bạn lại quá chủ quan, kiêu ngạo, cho nên thường khăng khăng với ý kiến cá nhân và sẵn sàng gây gỗ, tranh cãi với những người xung quanh có quan điểm trái ngược chiều với mình. Và với bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn không thể ép buộc người khác phải nghe theo ý của mình, bởi mọi người có một hoàn cảnh và một cách nhìn khác nhau. Nếu như bạn muốn thuyết phục người khác, thì bạn cần phải trình bày quan điểm một cách thật rõ ràng và hợp tình, hợp lý. Và bạn hãy trở thành người biết nghĩ cho người khác nhiều hơn bạn tuổi Mão nhé. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân có cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm trong ngày hôm nay. Bạn đóng cửa trái tim và thường cự tuyệt với sự tiếp xúc đến từ những người khác giới, không có bất cứ ai có cơ hội để đến gần với bạn hơn. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, bạn là người thông minh, nhanh nhẹn và linh cảm tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa quá kiêu ngạo vì tài năng của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ không nên bắt ép người khác nghe theo quan điểm của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc cần phải trình bày suy nghĩ một cách thuyết phục. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim hãy cởi mở hơn để cho người khác có được cơ hội tới gần. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 95, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên bạn tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Thế nhưng vì chưa xác định được hướng đi cho mình, cho nên bạn lại thường xuyên thiếu đi sự tự tin hay do dự và khó đưa ra được quyết định cuối cùng. Và ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư, và hôm nay vốn là ngày rất thích hợp để cho bạn hợp tác. Vì thế, bạn mệnh tuổi Thìn nên mạnh dạn đưa ra những quyết định, bắt tay với đối tác, đừng có chần chừ, do dự quá lâu, kéo lại khiến cho cơ hội thuộc về người khác. Bên cạnh đó, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang rất tốt đẹp. Cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định, bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi người ấy đã giúp cho bạn đưa ra được những định hướng rất chính xác trước những lựa chọn khó khăn. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ chưa xác định được điều mình muốn thực sự là gì. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc
đừng có chần chừ, do dự để lỡ mất cơ hội đáng tiếc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, thích hợp để đưa ra các kế hoạch hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, tình cảm vợ chồng ổn định, hai người hay chia sẻ với nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 65, số 71, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, cho nên bạn tuổi Tỵ sẽ đạt được nhiều thành công nếu như bạn đang theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu, khoa học. Và bạn tuổi Tỵ trong ngày này dễ dàng chinh phục được người đối diện và khẳng định được giá trị của bản thân mình nhờ vào vốn kiến thức sâu rộng, hiểu biết của bạn. Với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn có tinh thần trách nhiệm cao, cho nên dễ được lãnh đạo tin tưởng và phân công cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Và để có thể hoàn thành được nhiệm vụ tốt hơn, bạn tuổi Tỵ không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần phải mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu những cái mới nữa. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có hỏa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được trọn vẹn. Bạn tuổi Tỵ thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bản mệnh không nên vô duyên vô cớ trút giận những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết của mình như vậy. Dù người ấy có khiến cho bạn không vừa ý đi chăng nữa thì bạn cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên cái đã. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa khẳng định được vị thế của bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ, không chịu thay đổi. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim không nên trút nóng giận lên đầu người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy chú ý hợp tác với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 83, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày không gặp được nhiều may mắn trong những mối quan hệ về tình cảm. Và nếu như bạn đang còn độc thân, bạn mệnh cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định đến với một ai đó. Hai người cần phải có nhiều thời gian hơn để chắc chắn về tình cảm của mình. Và ngày này, nếu như bạn đã có gia đình rồi, bản mệnh có thể sẽ phải đau đầu vì chuyện con cái bướng bỉnh, không chịu làm theo ý của mình, có thể khiến cho bạn cảm thấy không hài lòng. Song với bạn tuổi Ngọ, không nên vì thế mà sử dụng roi vọt để ép buộc con cái. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn nên cẩn trọng trong công việc, bởi kẻ tiểu nhân đang rình rập tìm cách để hạ bệ bạn. Khi có mâu thuẫn nổ ra với bạn tuổi Ngọ, cần phải chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình, đừng có để cho những lời nói của mình trở thành vũ khí để người khác hãm hại mình bạn tuổi Ngọ nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim nên suy nghĩ kỹ trước khi đến với một ai đó. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy không nên áp đặt con cái làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa chú ý cách ăn nói để không đắc tội với người khác.
Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện để hãm hại. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm gặp nhiều vướng mắc. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 78, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mùi có thể khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghề như là nghệ thuật, khoa học, dịch vụ. Bởi ngày này với bạn tuổi Mùi đang có được thiên ấn nâng đỡ và bạn tuổi Mùi có thể nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao trong tập thể. Ngoài ra, bản mệnh tuổi Mùi cũng là người chăm chỉ làm việc hay tăng ca nữa. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn chủ động và sáng tạo hơn, bạn hoàn toàn có thể mở cho mình những lối đi riêng và phát triển theo những hướng khác biệt so với những người khác. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì với bạn tuổi Mùi cũng cần phải hòa đồng với mọi người, chớ có tự cô lập bản thân mình. Ngày này, bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn tuổi Mùi với gia đình đang rất hòa hợp. Bạn tuổi Mùi, bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời. Dù có nhiều tiền tài, địa vị đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy nên cởi mở với mọi người, không tự cô lập bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, mở lối đi riêng, phát triển theo hướng khác biệt với mọi người. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ có được sự hòa hợp, biết chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, mở rộng mối quan hệ xã giao, không nên sống khép mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 67, số 96, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Thân dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Và với bạn tuổi Thân, nhờ vào sự thông minh, khéo léo bẩm sinh của mình mà bản mệnh có thể gây được ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần tiếp xúc, gặp gỡ đầu tiên. Sự nghiệp của bạn tuổi Thân dần có được những bước tiến thuận lợi nhờ cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn. Nếu như bạn được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng thì bạn tuổi Thân càng phải cố gắng và phát huy khả năng nhiều hơn trước gấp nhiều lần. Và xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân, ngày này là ngày 6 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch là ngày 26 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày thích hợp để cho bạn cầu tài lộc, ký kết hợp đồng. Vì vậy, nếu như bạn làm trong những lĩnh vực như là đầu tư, kinh doanh, buôn bán, bạn có thể tiến hành hợp tác với những đối tác, khách hàng tiềm năng có triển vọng. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy xây dựng được những mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa gây được ấn tượng tốt với mọi người từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, sự nghiệp có những bước tiến thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cố gắng phát huy điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, thích hợp mở rộng đầu tư, hợp tác làm ăn.
Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 85, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dậu, bạn đang có điềm báo trở nên khá nóng nảy do phải chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình gây ra. Và ngày này, nếu ai nói hoặc là làm điều gì khiến cho bạn không vừa ý, bạn dễ dàng tranh chấp ngay. Và nếu như bạn không chú ý trong cách ăn nói, bạn có thể vô tình gây tổn thương cho người khác nữa. Vì vậy, với bạn tuổi Dậu, trong ngày chủ nhật này, bạn cần phải chú ý cách diễn đạt để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Bạn đừng quá tự kiêu cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và có tư cách chỉ trích người khác, bởi có thể chính bạn đang mắc phải sai lầm mà không nhận ra đó thôi. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, bản mệnh cũng cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn, không nên quá tập trung vào một vấn đề nào đó mà bỏ lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Và trong ngày hôm nay, bạn có thể sẽ mắc phải các bệnh về gân cốt, cơ bắp hoặc là răng miệng. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, tính khí nóng nảy, dễ nổi giận với người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, nói năng không suy nghĩ, gây tổn thương tới người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, chú ý tránh những rắc rối không đáng có xảy ra. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, không nên quá kiêu căng tự mãn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 36, số 87, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang có điềm báo, bạn phải trải qua một ngày gặp nhiều chuyện phức tạp do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tư hại gây ra. Tuy nhiên á, dù rơi vào hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì với bạn tuổi Tuất cũng không nên có những suy nghĩ bi quan tiêu cực. Các chuyện tình cảm của bạn với nửa kia trong ngày hôm nay cũng đang có dấu hiệu bất ổn, và lúc này với bạn tuổi Tuất, bạn không nên tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt, coi như không có việc gì xảy ra, bởi làm như vậy sẽ khiến cho mối quan hệ giữa đôi bên càng trở nên xa cách nhau hơn. Vì vậy với bạn tuổi Tuất, cần phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và nghĩ cách khắc phục ngay đi. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn cần phải xuất hành đi xa thì nên lựa chọn những hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Tây Bắc và Tài Thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều sự may mắn, dễ thành công trong công việc. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, không nên giữ những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tình cảm vợ chồng thờ ơ, lạnh nhạt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, cố gắng hết sức để khắc phục những vấn đề trước mắt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, suy nghĩ tích cực sẽ khiến cho mọi việc trở nên đơn giản hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 59, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật,
ngày 6 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có kim sinh cho Thủy Vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Hợi với nửa kia đang rất in ấm. Bạn tuổi Hợi, bạn luôn lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Nhờ vậy mà vợ chồng ít khi có sự mâu thuẫn, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng. Và ngày này, nếu như bạn đang còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn trong ngày hôm nay khá vượng, bản mệnh tuổi Hợi nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu và rất có thể ở nơi đó bạn sẽ tìm được người phù hợp với chính mình. Và nếu như tìm được người phù hợp với hình mẫu của mình đặt ra thì bạn tuổi Hợi đừng có ngần ngại bắt chuyện với người ấy. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn gặp phải nhiều rắc rối trong công việc. Với những khó khăn ở thời điểm hiện tại có thể là nguyên nhân khiến cho bạn muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng rút lui chẳng bao giờ là cách giải quyết vấn đề tốt đẹp cả. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nhân duyên vượng nên chủ động bắt chuyện với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc gặp phải nhiều rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim không nên nghĩ tới việc bỏ cuộc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy hãy đối diện với vấn đề và tìm ra cách giải quyết. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.